Chào mọi người nhé. Thì hiện tại bên mình vừa xử lý xong một sản phẩm vang số có cái tên thương hiệu là Bayre Baby Group 1000. Thì đây nó là dòng vang số Hugo mọi người nhé, Hugo T5 ấy. Đó, và chạy cái main như thế này. Và đối với cái sản phẩm này thì đây, thì khi mình nhận được là nó hai bo nó đều chung hiện trạng như này, bay cả IC ở đây rồi. Một số IC ở những cái phần này đã bị anh em thợ trước họ đào lung tung và chết rồi. Những cái bo này đang để chờ để xử lý này thì khả năng là cũng chết vào chip tổng này. Đó, bo này thì cũng bị nhấc cả IC giải mã và nhấc rất là lung tung nhiều IC ra. Thì cái lỗi trên cái sản phẩm này là bị mất tiếng. Đó, thì hiện tại đã xử lý xong cho khách. Cắm mic lại này. Đối với cái dòng này thì về cái công nghệ thì hiện tại bây giờ mình đã nắm bắt nó hoàn toàn đều rồi. Đó, nên là có thể hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt với những cái lỗi trên cái dòng này cho khách hàng. Tiền bồi thay sóng. Làm effect gì cho mọi người chắc chắn là đang test trên cái sản phẩm này nhé. Tiền bồi thay sóng. Đó, tăng mic này. Tiền bồi thay 67. Tăng effect. Tiền. Thì trên cái dòng này mình sẽ nói chung về các cái lỗi trên những cái dòng của Hugo. Như các khu model này, Hugo V3 này, Hugo V6 này, Hugo T5 này. Hugo T8 thì như có T8 thì phải. Thì video này mình sẽ khái quát lại tất cả những cái lỗi trên những cái dòng của Hugo. Đó, thì mọi người những ai mà chẳng may mà sử dụng những cái sản phẩm của Hugo mà chẳng may bị lỗi thì có thể tham khảo kỹ cái video clip này. Đó. Và mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu về xử lý sửa chữa các cái lỗi trên những cái dòng sản phẩm vang số của Hugo. Đó, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để được tư vấn hoặc hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cụ thể những cái lỗi mà có thể sinh ra trên những cái sản phẩm của Hugo từ những model đời thấp đến đời cao. Cái thứ nhất là cái bệnh đặc trưng là sẽ bị khóa phím. Đó, tức là vang chúng ta đang sử dụng bình thường trong tự nhiên nó sẽ bị tức là cái trường hợp này chúng ta hiểu như auto khóa nhé, tự động khóa phím. Và khi bị khóa phím chúng ta bấm không thể vào được bất kỳ cái phần mục nào cả. Và lúc này nó sẽ yêu cầu một cái mật khẩu. Mặc dù là vẫn hiển thị các thông số là mọi người nhé. Nhưng mà khi bị khóa như vậy thì vang sẽ mất tiếng luôn, mất cả nhạc cả mic. Cái lỗi thứ hai đó là lỗi mà vang của chúng ta đang chạy rất là bình thường. Thế nhưng mà chúng ta tác động vào vặn vào nút cái núm encoder music này. Chúng ta chỉ cần nhích bất kỳ theo chiều nào thì tự động sẽ mất nhạc. Nếu khi đó mà mic vẫn còn mà chúng ta chỉ cần nhích vào cái volume effect này, volume mic này, chỉ cần tăng hoặc giảm mic thì cũng sẽ tự động mất mic. Thì đây là một cái bệnh rất là khó trên cái dòng này, nhưng mà hoàn toàn có thể xử lý ok mọi người nhé. Đó, hai cái bệnh mình vừa phân tích là bệnh rất khó trên cái model, các model của Hugo. Cái lỗi thứ ba đó là lỗi sẽ bị mất tiếng. Mất tiếng trên cái dòng này thì nó có khá là nhiều nguyên nhân, nó có thể lỗi phần mềm hoặc lỗi về phần cứng cũng dẫn đến bệnh mất tiếng. Đó, cái lỗi tiếp đó là bệnh là bật lên là nó si thoảng, tức là tiếng có trường hợp là bật lên tiếng ra rất là trong, nhưng mà sau khoảng từ 3 đến 5 phút thì tiếng sẽ bị nghẹt dần và thi thoảng sẽ bị nổ lồ bồ. Hoặc có một số trường hợp là đầu tiên bật lên là sẽ bị nghẹt và nổ tiếng sôi sôi ấy. Đó, thì chạy sau khoảng một lúc thì vang lại tiếng lại trong veo, lại trở lại, lại hết bị nghẹt, hết bị sôi. Đó là những cái bệnh mà thường gặp nhất. Một cái bệnh nữa đó là bệnh sẽ bị bật lên chạy được khoảng tầm một lúc, cảm giác chúng ta sẽ cảm giác là máy nó bắt đầu nóng lên, thì sau đó là vang sẽ tự động mất tiếng, có thể sẽ nổ bụp cái và mất tiếng. Hoặc là bệnh bị nghẹt mic. Đó, thì có số ít một số sản phẩm là sẽ bị cái trường hợp là không nhận phần mềm qua cái cổng USB này. Đó, thì về những cái lỗi mà mình vừa phân tích trong video đó thì hoàn toàn có thể xử lý ok mọi người nhá. Và đó là những cái lỗi mà có thể sinh ra trên cái dòng này, và bên mình tức là đã gặp, đã tiếp xúc trong quá trình làm việc và đã xử lý thành công những cái lỗi đó. Đó, thì mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu về xử lý sửa chữa các cái lỗi trên những cái dòng sản phẩm vang số của Hugo, các model từ Hugo V3, V6, T5, T8. Đó, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số thoại là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên mọi người nhé. Đó, chúng ta quan sát về cái phần mặt trước này, có thể đây thiết kế phím này, in phím này đều như nhau, có thể khác với cái đây là theo cái này là phụ thuộc vào các cái đơn vị đặt hàng của hãng Hugo xuất mọi người nhé. Thì họ muốn đặt in tên thương hiệu gì thì họ in thôi, nhưng mà về máy móc, về phần mềm trên máy tính, thiết kế phần cứng thì nó là của Hugo. Đó,
Thì mọi người, những ai mà chưa bấm đăng ký kênh đó thì có thể bấm đăng ký kênh và kích vào nút hình quả chuông thông báo ở góc phải dưới video của màn hình để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày. Và ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm những video clip về giới thiệu sửa các cái dòng sản phẩm khác đã được đăng tải trên kênh. Đó, cảm ơn mọi người đã xem video.